Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực ở Kharkov. Trung Quốc phũ phàng cự tuyệt đề nghị của Zelensky, nổi giận vì phương Tây ép giải quyết xung đột Ukraine. Vũ khí do Mỹ sản xuất đã được Ukraine sử dụng để tấn công Nga. Máy bay F-16 của NATO có thể khiêu khích Nga giáng đòn hạt nhân vào Ukraine. Lời cảnh báo đanh thép, Tổng thống Putin và cơn thịnh nộ từ biên giới. Ukraine có thể đảo ngược tình thế nếu dùng vũ khí của Mỹ tấn công Nga. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tiết lộ rằng lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui từ 8 đến 9 km tại những khu vực quan trọng trong khu vực xung đột ở tỉnh Kharkov. Nhấn mạnh những động lực đang diễn ra trong cuộc xung đột ở Ukraine, ông Belousov tuyên bố do áp lực từ quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui từ 8 đến 9 km tại những khu vực quan trọng trong khu vực xung đột ở Kharkov. Quân đội Ukraine phải rút lui 8 đến 9 km tại các khu vực tiền tuyến chính ở vùng Kharkov và Nga đang tiến dọc theo toàn bộ tiền tuyến, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố. Ông Belousov, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thay cho Đại tướng Shoigu giữa tháng trước, cũng nhấn mạnh những lợi ích về lãnh thổ mà quân đội Nga đã đạt được. Ông tiết lộ rằng chỉ trong tháng 5, lực lượng Nga đã chiếm được hơn 28 khu định cư ở Ukraine. Kể từ đầu năm 2024, lực lượng Nga đã chiếm giữ lãnh thổ Ukraine có tổng diện tích 880 km2. Các nhóm chiến đấu của Nga đang đánh bật đối phương khỏi vị trí của mình. Chúng tôi đang tiến lên trên tất cả các khu vực tiền tuyến chiến thuật. Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov đã đẩy lùi quân đội Ukraine. Ông Belousov cho biết và nói thêm rằng Nga đã đánh chặn hơn 1.000 UAV của Ukraine, hơn 250 quả đạn HIMARS và 50 tên lửa ATACMS trong tháng 5. Hé lộ vũ khí Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin đặc biệt lưu ý các quốc gia châu Âu nhỏ bé và đông dân cư nên suy nghĩ kỹ về những gì họ đang làm trước khi đề cập đến việc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Theo China News ngày 30 tháng 5 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Donbass và những lời kêu gọi ngày càng gia tăng từ Ukraine về việc được phép tấn công vào chính nước Nga. Mối lo ngại của ông Putin bắt nguồn từ những phát ngôn gần đây của một số nhà lãnh đạo phương Tây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố Kiev có quyền tấn công các căn cứ quân sự Nga phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Đồng quan điểm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đề xuất cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước những động thái trên, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng hình thức leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 28 tháng 5, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow đang theo dõi sát sao những phát ngôn liên quan đến việc tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin đặc biệt lưu ý các quốc gia châu Âu nhỏ bé và đông dân cư nên suy nghĩ kỹ về những gì họ đang làm trước khi đề cập đến việc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nếu Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy, các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí sẽ phải chịu trách nhiệm. Kể từ ngày 10 tháng 5, quân đội Nga đã mở lại mặt trận Kharkov với mục tiêu thiết lập vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào các khu vực như Belgorod của Nga. Trong khi đó, Ukraine đang kêu gọi phương Tây nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế và cho phép họ sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào chính nước Nga. Chuyên gia phương Tây cho rằng, việc Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công tầm gần vào lãnh thổ Nga có thể giúp Kiev phòng vệ tốt hơn, nhưng khó làm xoay chuyển tình thế trên tiền tuyến. Hơn 2 năm kể từ sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, phương Tây đã viện trợ cho Kiev hàng loạt vũ khí hiện đại, bao gồm cả tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Ukraine cũng phải chịu sự ràng buộc là không được phép bắn vào các vũ khí này vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Sau khi Nga mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào Kharkov ở mặt trận Đông Bắc, Mỹ đã quyết định nới lỏng cho Ukraine để có thể phòng vệ trước Nga. Một số quốc gia châu Âu cũng đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế, cho phép Ukraine có quyền sử dụng vũ khí viện trợ bắn vào lãnh thổ Nga. Trong vài tuần qua, Ukraine đề nghị được phép sử dụng vũ khí viện trợ để chống lại các đợt tấn công nhằm vào Kharkov, bao gồm cả việc chống lại lực lượng Moscow đang tập trung ở phía biên giới Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm 31 tháng 5. Ông Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận đề nghị của Ukraine, nghĩa là Kiev có thể dùng vũ khí do Mỹ cung cấp để phản đòn Nga,
tấn công vào các khu vực ở biên giới Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi quyết định này là một bước tiến sẽ giúp lực lượng của ông bảo vệ khu vực Kharkov đang bị bao vây. Theo giới quan sát, quyết định của Mỹ đã đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến, nhưng liệu nó có thể tạo ra tác động đủ lớn trên chiến trường hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Một số ý kiến tỏ ra lạc quan với diễn biến này, cho rằng đó là bước tiến của Mỹ sau khi họ tỏ ra thận trọng trong chiến lược trong thời gian qua. Tháng trước, sau khi Nga tấn công Kharkov, chuyên gia Adam Kinzinger và Ben Hoges đã mô tả về hậu quả mà Ukraine phải đối mặt trước lệnh cấm dùng vũ khí của Mỹ. Chúng tôi đã nghe binh sĩ Ukraine liên tục kể về những câu chuyện về các đoàn quân Nga tấn công Kharkov, bị đẩy lui và rút lui trên lãnh thổ Nga an toàn rồi tập hợp lại, ăn một bữa nóng, rồi lại lên kế hoạch và tấn công lại, các chuyên gia mô tả. Binh sĩ Nga tác chiến với mức độ an toàn nhất định vì Ukraine không thể phản kháng do phương Tây không cho họ bắn vũ khí viện trợ vào lãnh thổ Nga. Sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ và đồng minh đã giúp Ukraine chủ động hơn trên tiền tuyến. Khó xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine không nên nâng cao quá kỳ vọng, một phần vì Mỹ kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí đáng gờm nhất bắn vào lãnh thổ Nga. Tên lửa tầm xa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Thay vào đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km. Katerina Stepanenko, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, nói rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ sẽ làm giảm bớt cuộc tấn công của Nga và Kharkov, nhưng Nga vẫn có thể duy trì khu vực an toàn trên lãnh thổ của họ. Chuyên gia này nhận định việc Mỹ mở đường có giới hạn cho Ukraine sẽ không đủ để tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến. Ukraine đặc biệt cần khả năng tấn công sâu vào các khu vực phía sau để loại bỏ các mối đe dọa trên bộ và trên không của Nga, vì nhiều sân bay của Nga hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine đều nằm ngoài phạm vi tấn công của GMLRS, bà nói. Chuyên gia Franz Stephen Gadi tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói rằng các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng GMLRS sẽ cho phép Ukraine tấn công một số khu vực tập trung, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như các kho tiếp tế của Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng các bên cần thực tế trước tác động thực sự của các cuộc tấn công tầm ngắn này, vì Nga đã thích nghi và tìm được cách đánh chặn các hỏa lực tấn công chính xác từ mặt đất của Ukraine. Tác chiến điện tử của Nga đã khiến hàng loạt các loại đạn thông minh như Excalibur, HIMARS, JDAM Air mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trở nên im hơi lặng tiếng. Matteo Bugello, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết, Ukraine hiệu quả hơn trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga do Mỹ nới lỏng quy định sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đó sẽ chỉ là tính năng bổ sung giúp Ukraine phòng vệ hiệu quả hơn, không phải là yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi. Quan chức Mỹ tiết lộ Ukraine chỉ được phép sử dụng một số lượng vũ khí hạn chế nhằm mục đích bảo vệ khu vực Kharkov. Một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông Biden đã chỉ đạo đội ngũ của ông đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng khẳng định Washington không thay đổi chính sách cấm sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hoặc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ chỉ cho phép Kiev sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và các hệ thống pháo để tập kích lãnh thổ Nga. Nguồn tin nói rằng chính sách mới nhằm cho phép Ukraine phòng thủ tốt hơn trước cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov, nơi quân đội Kiev đang nhanh chóng mất dần các vùng lãnh thổ trong vài tuần qua. Đồng thời, vì những hạn chế về vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga dường như nằm ngăn chặn nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Sergei Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận với Guardian rằng Washington đã cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga mà trước đây bị cấm. Chính sách mới sẽ tăng cường đáng kể khả năng của chúng tôi trong việc chống lại các nỗ lực của Nga tấn công qua biên giới, ông Nikiforov nói. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ của ông mong đợi những bước đi táo bạo hơn từ Washington. Ông muốn sử dụng các loại vũ khí tầm xa mạnh mẽ của phương Tây như tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga.
Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng, mặc dù Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố trong tháng này rằng Ukraine có quyền phóng vũ khí của Anh vào lãnh thổ Nga, nhưng London không cho phép 100% hành động như vậy. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng London đang chờ Washington bật đèn xanh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo các thông tin về sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Ông cho biết các báo cáo của phương Tây về tình hình ở Kharkov không thể hiện toàn bộ cục diện chiến sự, đồng thời chỉ ra rằng Kiev đã tấn công vùng Belgorod của Nga trong nhiều tháng và phớt lờ cảnh báo rằng Moscow sẽ phải hành động để tạo ra vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Ông Putin nói thêm rằng sự leo thang liên tục của cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hôm 18 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev. Ông nói thêm, Ukraine hiện sở hữu tên lửa Somsadal Skarp Eger do phương Tây cung cấp với tầm bắn ít nhất 550 km, trong khi khoảng cách giữa vùng biên giới Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ là 429 km. Do vậy, Nga cần lập một vùng đệm có khoảng cách lớn hơn khoảng cách đó 70-100 km. Trung Quốc đã xác nhận sẽ không tham gia hội nghị hòa bình với Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai vào giữa tháng 6. Phía Trung Quốc đưa ra lý do từ chối lời mời là vì các điều kiện để Bắc Kinh tham dự hội nghị không được đáp ứng, trong đó Nga không được mời. Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng hội nghị hòa bình với Ukraine ở Thụy Sĩ chưa đáp ứng các điều kiện, bao gồm hội nghị phải được cả Moscow và Kiev công nhận, đồng thời cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất. Chính quyền Thụy Sĩ có kế hoạch triệu tập một hội nghị hòa bình Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Bugestok vào ngày 15-16 tháng 6. Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ trước đó thông báo rằng Ben đã mời hơn 160 phái đoàn đến tham dự sự kiện này, bao gồm cả các nước G7, G20 và BRICS. Chính quyền Thụy Sĩ cho biết Nga không được mời. Vào ngày 26 tháng 5, theo tờ Telegraph, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời mời và hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Thụy Sĩ. Tôi kêu gọi các lãnh đạo thế giới đang đứng ngoài nỗ lực toàn cầu, gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hãy ủng hộ hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình bằng cách thể hiện sự lãnh đạo toàn cầu và tham gia sự kiện, ông Zelensky tuyên bố. Tại thời điểm đó, ông Zelensky cho biết hơn 80 quốc gia xác nhận lãnh đạo của họ sẽ đến tham dự hội nghị. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng Moscow sẽ không tham gia hội nghị. Bình luận về sự kiện này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng hội nghị này là vô nghĩa và Moscow không nhận thấy phương Tây sẵn sàng đối thoại trung thực. Trong một động thái liên quan, trả lời phỏng vấn trên The Paper, một hãng tin nhà nước có trụ sở ở Thượng Hải mới đây, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Âu, Gu Hongbo, đã cáo buộc phương Tây không công bằng khi bắt Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm giải quyết xung đột Ukraine. Bảo vệ mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Nga, ông Gu tuyên bố rằng Bắc Kinh vốn không phải là bên thúc đẩy hay lợi dụng cuộc chiến Ukraine, vì thế thật bất công khi phương Tây gây áp lực ép buộc nước này chịu trách nhiệm. Ông Gu Hongbo cũng lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời ca ngợi cam kết của Liên minh châu Âu về sự độc lập chiến lược trong bối cảnh áp lực phải chọn phe. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng thực tế này đủ để chứng minh sự can dự của Washington vào cuộc xung đột Ukraine. Nga biết rằng vũ khí do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo, nói rằng đây là bằng chứng cho thấy Washington có liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Trước đó, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden xác nhận Nhà Trắng đã ủy quyền cho Kiev sử dụng vũ khí Mỹ để phản công và tấn công các mục tiêu ở khu vực giáp với vùng Kharkov của Ukraine, nơi quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi đáng kể trong thời gian gần đây. Báo chí đưa tin rằng sự cho phép của Biden đi kèm với điều kiện Kiev sẽ không sử dụng tên lửa ATACMS. Được yêu cầu bình luận về quyết định của Biden, Peskov nói rằng Điện Kremlin không biết gì về quyết định cụ thể này, nhưng tuyên bố rằng các nỗ lực đã được thực hiện nhằm tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất và rằng điều này thể hiện một cách hùng hồn mức độ can dự của Mỹ vào cuộc xung đột này. Phát biểu cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết các nước NATO đã cho phép sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga nên biết rằng thiết bị và chuyên gia của họ sẽ bị phá hủy không chỉ ở Ukraine mà còn ở bất kỳ điểm nào đặt vũ khí tấn công lãnh thổ Nga. Medvedev viết trên kênh Telegram của ông. Ông lưu ý rằng sự tham gia của các chuyên gia NATO có thể được coi là một nguyên nhân gây chiến.
Ông Medvedev cảnh báo tất cả các thiết bị quân sự và chuyên gia của họ chiến đấu chống lại chúng ta sẽ bị phá hủy trên lãnh thổ Ukraine cũ và trên lãnh thổ các quốc gia khác nếu các cuộc tấn công được thực hiện từ đó nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông nói thêm rằng Moscow xuất phát từ thực tế là tất cả vũ khí tầm xa cung cấp cho Ukraine đều đã được điều hành trực tiếp bởi quân nhân từ các nước NATO. Điều này tương đương với việc tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga và là lý do để bắt đầu các hoạt động chiến đấu. Tổng thống Ukraine Zelensky đã phàn nàn rằng mặc dù sự cho phép của Biden sẽ mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho khả năng của Kiev tấn công các mục tiêu của Nga qua biên giới, nhưng điều đó là chưa đủ. Zelensky yêu cầu Washington có những bước đi táo bạo hơn và yêu cầu được phép sử dụng tên lửa ATACMS chống lại các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Vào hôm 31 tháng 5, các thành viên NATO là Na Uy và Phần Lan đã trở thành những quốc gia mới nhất ủy quyền cho Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa chống lại Nga. Các quốc gia khác đã công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga, bao gồm Anh, Pháp, Ba Lan, Latvia, Litva và Đức. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng kêu gọi các nước thành viên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây chống lại Nga. Ông nói với tờ The Economist tuần trước rằng vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng khi các lực lượng Nga tiếp tục chiếm được vị trí ở khu vực Kharkov. Ông Stoltenberg lập luận, việc từ chối Ukraine có khả năng sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Moscow đã biết về việc vũ khí phương Tây được sử dụng để chống lại các mục tiêu khác nhau bên ngoài khu vực chiến đấu và đang hành động phù hợp với thực tế là vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác đang được sử dụng để chống lại cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư của Nga. Tổng thống Putin cho biết Kiev đã tấn công vùng Belgorod của Nga và phớt lờ cảnh báo của Moscow rằng họ sẽ phải tạo ra một vùng an ninh dọc biên giới để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Ông cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa trong cuộc xung đột sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen cho biết Ukraine sẽ có thể sử dụng máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Câu trả lời ngắn gọn là có. Rasmussen nói với các phóng viên, đây không phải là một quan điểm mới, nó là một phần trong kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16. Khi chúng tôi thảo luận vấn đề này với Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch, chúng tôi hiểu rõ ràng rằng đây là một phần của tự vệ và có thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của Nga, quan chức này nói. Đan Mạch tuyên bố chuyển 19 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine vào tháng 8 năm 2023. Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai sau Hà Lan thực hiện sáng kiến như vậy. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hứa sẽ giao 8 chiếc F-16 đầu tiên vào năm 2024 và 5 chiếc nữa vào năm 2025. Nhà khoa học chính trị người Nga Sergei Markov suy đoán về thời điểm có thể Nga sẽ tấn công hạt nhân chiến thuật vào Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine yêu cầu đều mang vũ khí hạt nhân. Theo nhà khoa học chính trị, tình huống này có thể đồng nghĩa với việc Moscow đang ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu tiêm kích F-16 xuất hiện ở Ukraine. Markov đề xuất, giả sử các máy bay F-16 đã có mặt ở Ukraine, chúng có thể bắt đầu bay vào đầu tháng 6. Điều này có nghĩa là một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật có thể xảy ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại!